Tình hình Covid đang hết sức khó khăn, các thành phố lớn bị phong tỏa, công nhân bị mất việc làm nên hoàn cảnh càng khó khăn hơn. Nhiều người chọn về quê để sống trong những ngày dịch bệnh hoành hành. Đã có rất nhiều mạnh thường quân giúp đỡ những người đi đường khó khăn được cộng đồng mạng ủng hộ. Một người phụ nữ ở Nghệ An đã mang một thùng đựng tiền ra đứng ở đầu cầu Bến Thủy 2, thành phố Vinh để chia sẻ phát cho người chạy xe máy từ miền Nam về quê tránh dịch Covid-19. Chị nói rằng nhờ bạn bè thông báo cho những người về quê bằng xe máy để tránh dịch, đi qua cầu Bến Thủy 2 để mình chia sẻ một chút khó khăn với bà con. Dòng thông báo nói trên và hình ảnh một thùng đựng rất nhiều phong bì để phía trước đầu chiếc xe ô tô 4 chỗ, trong mỗi phong bì là 500.000 đồng, đã khiến cho nhiều người bất ngờ về sự sẻ chia của chị Hiền đối với những người nghèo chạy dịch. Thùng giấy các tông đựng phong bì để phía trước xe cũng đã sắp hết. Bên cạnh đó là một thùng giấy chứa các gói xôi giò. Chị cho biết, chị cùng với hai người nhà đã ở đây từ buổi chiều để chờ những người trở về quê. Thấy nhiều người mệt mỏi vì đói, đến tối chị mua thêm 100 gói xôi giò để tiếp sức cho họ. Những ngày qua, hình ảnh và thông tin đăng tải trên báo chí, mạng xã hội về những người chạy xe máy hàng ngàn cây số để về quê trốn dịch. Trên xe có cả những đứa trẻ con khiến chị xúc động. Chị đã quyết định sử dụng 50 triệu đồng của gia đình để chia sẻ với những người phải chạy xe máy về quê. Chị nói trong lúc dịch bệnh, nhiều người lâm vào cảnh khó khăn. Mình chia sẻ được chút nào cho họ thì tốt chút đó, giúp được người khác thấy lòng mình cũng ấm áp hơn. Bên cạnh những việc làm tốt, chúng ta cần nêu gương, nhưng thực sự còn rất nhiều sự việc đáng xấu hổ cần lên án. Chiều 30 tháng 7, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh một cụ ông đứng tranh cãi với một cán bộ công an. Theo đó, thì cụ ông trong clip không đeo khẩu trang khi ra ngoài đường và được một cán bộ công an nhắc nhở. Rồi, ok. Xong rồi. Đừng đấy, nhá. Xong rồi. Chảy máu rồi. Tuy nhiên, cụ ông không chấp hành mà liên tục có những lời lẽ xúc phạm, chửi bới cán bộ công an này. Cùng lúc đó thì cán bộ công an vẫn kiên nhẫn giải thích và thuyết phục, nhưng cụ ông đã dùng mũ cối đập thẳng vào mặt cán bộ công an, gây thương tích. Bức xúc với hành vi của cụ ông này, người dân và công an đã khống chế và đưa người vi phạm về trụ sở để xử lý theo quy định. Ngay sau khi đoạn clip được chia sẻ, nhiều người lên án hành động của cụ ông này. Một số ý kiến cho rằng cụ ông tuy tuổi đã cao, nhưng hành động như vậy là không tuân thủ pháp luật, chống đối lại lực lượng chức năng. Không rõ là cụ ông có mắc bệnh gì không, nhưng nếu là một người bình thường, đáng lẽ ra chính cụ phải là tấm gương lớn cho con cháu noi theo. Người già như cụ, sống qua bao thăng trầm, mà việc chấp hành các quy tắc chống dịch không thực hiện, đánh chửi cán bộ thực hiện nhiệm vụ thì liệu khi con cháu của cụ thấy được sẽ như thế nào? Tiếp tục mới đây, đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ chửi bới tỏ thái độ chống đối người làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch được chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều người không khỏi phẫn nộ. Chỉ có giấy tờ gì đi qua? Giấy tờ gì ta cướp à? Hả? Đang chờ mà giấy tờ gì? Sao ra? Người phụ nữ đèo con trai cố gắng thông chốt, lớn tiếng chửi bới và chống đối công an. Theo đó thì người phụ nữ chạy xe máy chở theo con trai lưu thông trên đường và bị lực lượng chức năng yêu cầu dừng lại, xuất trình giấy tờ mới được đi qua. Tuy nhiên thì người phụ nữ này không những không chấp hành mà còn lớn tiếng cự cãi, thậm chí chửi bới, có nhiều lời lẽ xúc phạm công an. Đáng chú ý là người này còn kéo khẩu trang xuống khi lớn tiếng mắng chửi công an. Lực lượng chức năng cũng nhắc nhở người phụ nữ không nói bậy, nhưng người này vẫn văng tục bất chấp việc con trai đang ngồi sau xe. Hành động của người phụ nữ sau khi xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Rất nhiều người bày tỏ sự bức xúc trước hành vi chống đối của người phụ nữ. Bên cạnh đó, cũng có rất nhiều ý kiến cho rằng trường hợp này nên có biện pháp xử lý thích đáng để răn đe. Đến cuối đoạn clip, người phụ nữ vẫn lớn tiếng chửi bới giữa đường, nhất quyết không chấp hành lực lượng làm nhiệm vụ. Sau hơn 30 phút giải thích, lực lượng chức năng đã mời bà này về trụ sở. Tuy nhiên thì người này không hợp tác. Và cái kết mà chúng ta đều mong muốn đã đến. Không thể để những người như thế này làm tiền lệ phá vỡ quy tắc chống dịch. Người phụ nữ này đã bị lực lượng chức năng khống chế và buộc phải bị xử lý. Tình hình dịch bệnh đang rất căng thẳng. Hy vọng rằng mỗi người trong chúng ta đều tự nâng cao ý thức chấp hành các biện pháp phòng chống COVID-19 vì sức khỏe của chính mình và toàn thể cộng đồng.
Video đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo nhé.